Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Nay thì em xin phép lên sóng và chào bán một mẫu xe bán tải. Tiếp tục một mẫu xe đến từ thương hiệu Nissan đấy bác nhá. Một chiếc Navara. Phiên bản này là phiên bản E, số sàn một cầu. Xe được sản xuất năm 2016 các bác nhá. Mang nước sơn màu trắng rất là đẹp. Xe đã lên màn hình cam lùi, lắp thùng cao. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng ạ. 435 triệu đồng. Hồ sơ thì bên em đã rút cầm tay rồi. Và có hỗ trợ làm giả góp cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về toàn miền Bắc ạ. Về chất lượng của những chiếc xe bên em bán thì cam kết với các bác là hoàn toàn không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên zin cả xe. Hộp số và động cơ cũng là nguyên bản trong nhà sản xuất các bác nhé. Bao trích hãng và về chất lượng xe bên em cam kết bằng văn bản tại cửa hàng. Đây, đây là form dáng của chiếc Navara. Xe cực kỳ đẹp luôn ạ. Đã lên lắp thùng cao. Đây, phía sau đây. Xe đã được lên màn hình và camera lùi ạ. Đó. Về sơn si phía ngoài xe thì xe qua sử dụng thì nó không tránh khỏi những cái vết xước bé bé đâu các bác nhá. Thì những cái vết xước đấy thì nhà em cũng có spa đánh bóng cho đẹp rồi. Đấy, còn về để va chạm đông nụng thì hoàn toàn không có. Sơn zin của chiếc xe còn trên 95% các bác nhá. Chiếc xe này đi cực kỳ là ít. Lăn bánh trên 6 vạn. Đây em quay luôn cho bác. Trời này thời tiết nó tối khá là nhanh. Đây, đây là cụm đèn của xe này. Xe được trang bị đèn halogen. Pha đèn thì nó rất là trong ạ. Đó, đây mặt ca lăng này. Đầu nói chung là dòng Navara thì nhìn nó rất là vuông thành sắc cạnh. Mọi chi tiết nó rất là vuông vắn, nhìn rất là nam tính khỏe khoắn ạ. Đây, rất là hầm hố luôn. Đây, cụm đèn này trong vắt luôn. Phía dưới xe được trang bị đèn gầm. Đây là bộ mâm lốp của xe các bác nhá. Xe được trang bị mâm 16 inch, 6 chấu, được sơn cái màu bạc. Rất là đẹp. Đây, bản lốp cũng khá là dày ạ. Đây các bác nhá. Đây, bề mặt lốp còn rất là đẹp nhá. Đó. Xe thì được trang bị xi nhan ở cái phần tai xe này. Gương thì được ốp chrome, rất là bóng bẩy. Toàn bộ tay nắm mở cửa thì đều được ốp chrome các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây. Xe đã được lên bè che mưa này. Gương cầu lồi chiếu phía dưới này. Đó, cũng lên khá là nhiều đồ chơi rồi. Bật bước đây các bác. Đây, lắp thùng cao. Rất là tiện dụng. Đây là cụm đèn hậu của xe. Đèn hậu thì nó cũng rất là trong các bác. Trong vắt luôn và hoàn toàn không có bị ố vàng hay bị rạn nứt gì các bác nhé. Bác nào quan tâm có thể kết nối qua Zalo cho em theo số là 0968 288 444 để em gửi những hình ảnh chi tiết nhất về cái chiếc xe này để cho các bác quan sát nhé. Một chiếc Navara phiên bản E, số sàn một cầu, sản xuất 2016 và giá bán chỉ có hơn 400 thôi, 435 triệu đồng và có hỗ trợ làm giả góp. Đây là nội thất của chiếc xe. Đây, nội thất thì ghế da đã được bọc này. Đây có làm họa tiết da múi này, da múi chám, khâu chỉ trắng rất là đẹp. Đây, tắp đi cửa này. Nội thất chủ đạo của màu chiếc xe này là màu đen ạ. Đó.
Đây, xe đã được trang bị màn hình này. Đấy, màn hình tích hợp cam lùi. Hộp số là hộp số 6 cấp các bác nhá. 6 số tiến và 1 số lùi ạ. Đó. Trần thì đã được bọc ni lông. Cái này các bác nào mà không thích thì có thể lột ra nhé. Trần mới tinh thôi. Đây là hàng ghế phía sau. Đây, phía sau thì xe được trang bị cửa gió điều hòa. Để mặt ra thì còn rất là đẹp luôn. Đây, nguyên bản thì nó là ghế nỉ ạ. Cái này được bác chủ bác bọc lên ghế da. Cửa giả của xe thì đóng cực kỳ là chắc chắn luôn ạ. Đây, đóng rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đây. Đấy, rất là đầm. Xe thì được trang bị vô lăng 3 chấu. Và cái vô lăng đây các bác này, xem vô lăng cổ số này. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Xe lăn bánh hơn 6 vạn. Đây là hệ thống stabi cửa lái này. Thì xe được trang bị là gương kính chỉnh điện. Đây hệ thống gương kính chỉnh điện này. Kính lái auto. Xe rất đẹp luôn ạ. Đây tổng thành phần đầu xe của chiếc Navara. Ok, vừa rồi thì em đã gửi đến các bác video chi tiết về chiếc Navara phiên bản E số sàn 1 cầu. Xe được sản xuất năm 2016. Lăn bánh trên 6 vạn km và bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng. Hồ sơ thì bên em đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Và giá bán thì bên nhà em có hỗ trợ làm giả góp cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về toàn miền Bắc các bác nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cho em Dương qua số điện thoại là 0968 288 444 xem xe tại thành phố Thái Nguyên ạ. Giờ thì em xin phép là kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.